Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trang sức khỏe của báo điện tử Dân Chí cho biết, ung thư máu là một thuật ngữ trần đoán rất rộng. Nhưng khi nói đến ung thư máu, chúng ta thường nghĩ về bệnh bạch cầu, u lympho và đa u tủy, và các bệnh này có những tiếp khác nhau. Sau đây là những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư máu. Bầm tím quá mức Vết bầm tím không rõ nguyên nhân dường như xuất hiện vô cớ, bạn không nhớ mình có bị vấp ngã hoặc vô tình va vào đâu không? Có thể do một số loại thuốc làm loãng máu hoặc nhiễm trùng, nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư máu. Đó là vì bầm tím quá mức thường xảy ra khi cơ thể bị giảm số lượng tiểu cầu, một dấu hiệu có thể chỉ ra rối loạn máu. Chảy máu quá nhiều. Theo Hội Ung thư Mỹ, chảy máu khó cầm mà không rõ nguyên nhân có thể là một triệu chứng khác của một số loại bệnh bạch cầu. Thuốc làm loãng máu cũng có thể làm cho máu khó đông và chảy máu. Ở những người mắc bệnh bạch cầu, các tế bào bạch cầu bất thường có thể làm giảm khả năng đông máu của tiểu cầu, dẫn đến chảy máu quá nhiều. Mệt mỏi Mặc dù mệt mỏi có thể là do lịch trình bận rộn hoặc khối lượng công việc căng thẳng, nhưng mệt mỏi liên tục là một lý do tốt để đi khám bác sĩ nhằm loại trừ những nguyên nhân nghiêm trọng hơn. Khi cơ thể không tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh như xảy ra trong ung thư máu không thể, bạn có thể bị thiếu máu, điều này dẫn đến mệt mỏi và thiếu sức sống. Sốt vì cơ thể của những người mắc bệnh bạch cầu không thể tạo ra các tế bào bạch cầu khỏe mạnh, nhiễm trùng thường xuyên là một triệu chứng rất phổ biến. Bạn có thể cảm thấy như bị cảm lạnh hoặc cúm, nhưng điều khiến nó nổi bật so với ốm sốt bình thường là sốt từ 38,8 độ C trở lên. Sốt cao ở người lớn là không bình thường. Hầu hết cảm lạnh và virus chạy qua cơ thể trong khoảng 3 đến 5 ngày, vì vậy bất cứ điều gì vượt qua mức này đều cần được thảo luận với bác sĩ. Ngoài ra, những nhiễm chủng này có xu hướng không cải thiện khi điều trị bằng kháng sinh. Phát ban đặc hiệu Trên lâm sàng được gọi là Mycosis fungoides, phát ban đặc hiệu U-lympho, xảy ra khi các tế bào ác tính trong máu di chuyển đến da, biểu hiện dưới dạng vẩy ngứa trên cơ thể. Điều đó không có nghĩa tất cả các phát ban đều đáng lo ngại, nhưng nếu phát ban diễn ra dai dẳng và không cải thiện với thuốc bôi sau một thời gian, bác sĩ có thể giới thiệu bạn đến bác sĩ chuyên khoa ung thư để chẩn đoán. Sương hạch bạch huyết sưng hạch không đau ở cổ, nách hoặc mẹn có thể là dấu hiệu của ung thư máu. Các hạch bạch huyết chứa những tế bào bạch cầu giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Khi các hạch bạch huyết này sưng lên và vẫn cứ sưng mà không có bất kỳ triệu chứng nào khác, chẳng hạn như đau tai hoặc đau họng, đó có thể là dấu hiệu của ung thư máu như u lympho bắt nguồn từ các hạch bạch huyết hoặc ung thư đã di căn hạch. Trướng bụng nếu thường xuyên cảm thấy đầy hơi hoặc nhanh no sau khi mới chỉ ăn một lượng nhỏ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cho thấy có điều gì đó nghiêm trọng hơn đang diễn ra. Bệnh bạch cầu lympho cấp tính ANN chỉ biểu hiện ở gan hoặc lách khiến các cơ quan này to lên, có thể gây chướng bụng. Chướng bụng này có thể nghiêm trọng đến mức khiến bác sĩ khó sửa nắn các cơ quan này trong khi khám. Đau xương hoặc khớp một số thứ tuyếp của bệnh bạch cầu như bệnh bạch cầu cấp dòng tủy thường gây đau ở xương hoặc khớp khi phát triển. Lý do là vì các tế bào ung thư chiếm chỗ trong tủy xương khiến tủy xương trở nên quá chật trội và phải to ra, dẫn đến đau ở chỗ hoặc gần chỗ xương hoặc khớp nơi tủy xương bị bệnh. Đổ mồ hôi đêm, có rất nhiều lý do khiến bạn có thể bị ra mồ hôi ban đêm, nhưng nếu bạn thức dậy hoàn toàn ướt đẫm hết đêm này qua đêm khác thì bệnh bạch cầu hoặc u lympho có thể là nguyên nhân. Cả hai tình trạng này đều có thể gây sốt dẫn đến đổ mồ hôi vào ban đêm, nhưng các tế bào ung thư cũng có thể kích thích não tăng nhiệt độ cơ thể. Nếu bạn phải thay quần áo vào giữa đêm vì chúng quá ẩm ướt hoặc thấy mình đổ mồ hôi nhiều vào ban ngày, đã đến lúc nói chuyện với bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh sẩn ngứa sau gan và cách ứng phó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.